chị đã quay trở lại với kênh YouTube Hoa Lan Nhi Phong. Và hôm nay đã là mùng 1 Tết rồi nha anh chị. Và trong những ngày đầu năm mới này thì mến chúc anh chị thật nhiều sức khỏe, bình an, vạn sự như ý anh chị. Và hy vọng rằng những chậu lan anh chị vẫn khoe sắc rất là đẹp tại ngôi nhà của anh chị. Và có thắc mắc gì trong quá trình chăm sóc lan ngày Tết, anh chị có thể gọi về số hotline đang xuất hiện dưới màn hình. Đó là số cá nhân của em. Gặp phải vấn đề gì khó khăn, anh chị cứ liên hệ em sẽ chia sẻ cho anh chị những cái mà em đã thực hiện thành công. Và cũng nhân đây, nhân ngày mùng 1 này thì đầu năm anh chị là mùa xuống giống hành gia, thì tầm khoảng là mùng 7 Tết bên em bắt đầu sẽ khai trương và gửi hàng lại. Thì trong video đầu năm này có những cái giống Dendro nắng mà rất là hiếm có trên thị trường trong năm vừa rồi. Và hôm nay Hoa Lan Di Phong sẽ chia sẻ anh chị những cái giống cây này với mức giá là 25.000 anh chị, dao động 25.000. Đầu tiên anh chị là cái cây bà liễu, những cái chậu Dendro bà liễu anh chị. Cái size nó thì tầm nó cũng tương đối là nó cỡ như vậy, nó tầm khoảng chưa tới ngón tay em nha anh chị, nhưng mà rất là khỏe. Đây, đã trồng thuần tại Long An nè anh chị. Cỡ này anh chị về anh chị trồng tầm khoảng là 6 tháng sau thì nó sẽ cho cái bà liễu. Dòng đây là dòng bà liễu xưa nha anh chị. Bà liễu xưa có những cái chậu rất là khủng, rất là đẹp, trồng càng lâu thì càng lớn. Đây, cái size nó vậy đây anh chị, nó tầm khoảng hơn một lóng tay chút xíu, với mức giá là 25.000 đồng. 10 chậu bên em sẽ bao ship nhanh trên toàn quốc cho anh chị. Đó là đây là bà liễu giống anh chị. Tiếp theo một cái dòng mà cũng Dendro nắng thơm nữa, thì như mà anh chị đã biết, bà liễu anh chị là một trong những dòng Dendro nắng thơm, trồng càng lâu á nó sẽ càng bự nè, bự khủng như vậy nè. Thì sẽ có những cái clip, những cái hình ảnh cho anh chị thấy. Ngoài ra nữa, về sức sống của nó, những cái dòng Dendro xưa nè anh chị, nó rất là dễ chăm sóc nè, dễ cho hoa, và hoa có mùi thơm nữa anh chị. Và có một cái dòng nữa mà cực kỳ hiếm hàng và số lượng nó cực kỳ là ít luôn, là cái dòng Ben Soda xưa. Thì nhân tiện đây thì em cũng xin chia sẻ anh chị những cái dòng Ben Soda xưa luôn. Đây, nó cũng tương đối nhỏ, nó cũng khoảng một lóng tay em. Ben Soda xưa thì trong Tết vừa rồi, trong năm vừa qua, bên Hoa Lan Di Phong bán rất là chạy. Hoa của nó anh chị có mùi thơm đệ nhất, đây là giống đệ nhất thơm và rất là hiếm có trên thị trường. Hoa màu vàng tươi, Ben Soda xưa. Một giống thì anh chị về anh chị thay ghép thành 3-4 chậu anh chị chăm sóc, và mức giá của nó cũng là 25.000 đồng. Bên em sẽ bao ship nhanh trên toàn quốc cho anh chị trong những ngày đầu năm mới luôn. Đây là giống Ben Soda xưa anh nha. Còn tiếp theo nữa là những cái dòng cây khác như là Dendro bò tím xưa. Đây, bò tím xưa cũng với mức giá là 25.000. Bò tím anh chị biết không, đây là bò tím đó, dòng xưa là trồng càng cao thì nó to bự, và hoa của nó anh chị nó tưa nè, lối xứng rất là đẹp, và đặc biệt cái lưỡi của nó rất là đậm. Đây là dòng bò tím xưa, cái cây nó cũng chưa tới một gan một ngón tay em nữa anh chị nha. Và tiếp theo nữa anh chị, một dòng Dendro nắng xưa nữa, nhưng mà cái chậu này bụi lùm dữ lắm nha anh chị. Chị thấy chậu nào cho nấy bụi khủng khiếp không? Cái này thì cao hơn khoảng tầm một ngón tay em và rất là nhiều thân vậy nè. Đây là lô tuyển chọn những cái chậu vậy. Thì trong ngày đầu năm này thì em cũng đem đến cho anh chị những cái chậu đẹp nhất, và đặc biệt là cái cây Dendro này. Đây là dòng Dendro nắng xưa Alba anh chị à. Mặc dù nó không thơm nhưng mà hoa của nó rất là xuyên hoa, những cái chậu rất là bụi lùm. Những cái dòng như bà liễu nè, Ben Soda nè, bò tím nè, và kế đây là cái dòng mà Alba xưa anh chị. Anh ba xưa này thì cũng với mức giá 25.000 luôn. Nó là một trong những cái dòng Dendro nắng xưa mà xuyên hoa nè, dễ chăm sóc nè, và anh chị có thể thuần nắng được nhanh ra đó. Thì 10 chậu bên em cũng sẽ bao ship nhanh trên toàn quốc cho anh chị luôn. Ngoài ra nữa là sẽ có một dòng là Dendro kinh 10 bích cũng với mức giá 25.000 luôn, cây nữa chưa bằng ngón tay em anh chị. Đó là những cái dòng cây em xin nhắc lại, đồng giá 25.000. Thì khi mà anh chị mùa xuân này anh chị về anh chị trồng, thì một chậu thí dụ như cây anh ba xưa này đi, anh chị có thể tháo này ra anh nha, và anh chị có thể là thêm than hoặc vỏ thông xung quanh, hoặc là cho theo dừa xung quanh, và sử dụng combo 5 bên Hoa Lan Di Phong thì sẽ cây nó sẽ phát triển rất tốt. Tầm giữa năm thì cây nó sẽ cho hoa một đợt, và cuối năm thì nó sẽ, từ giữa năm trở đi thì sẽ cho hoa dài dài tới thời điểm cuối năm sau luôn. Thì cũng rất phù hợp đối với anh chị nào mà có thể là trải nghiệm việc trồng cây con lên thành chậu lớn anh nha. Cảm ơn anh chị rất là nhiều đã theo dõi kênh YouTube Hoa Lan Di Phong. Thì trong những ngày đầu năm mới này, anh chị có thể liên hệ về hai số hotline xuất hiện dưới màn hình, tầm khoảng mùng 7, mùng 8 bên em sẽ gửi hàng. Xin chào cả nhà nha.